Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Trần Ngọc Sơn. Các bạn hãy nhớ bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ mình nha. Và mấy ngày gần đây trên mạng xã hội đang lan truyền rất nhiều thông tin về hai nhân vật đó là Lê Bảo và Rapper đã bị bắt do sử dụng chất kích thích. Và ngay sau đó thì hai nhân vật này cũng đã lên tiếng để phủ nhận. Nhưng cộng đồng mạng cũng đã đưa ra rất nhiều thông tin để chứng minh đây là sự thật. Và hiện tại thì kênh YouTube cũng như fanpage trang cá nhân của Lê Bảo và Rapper đã một tuần trôi qua không có bất kỳ một đoạn nào cũng như không đăng tải một video nào. Có thể cho thấy đây 90% là sự thật. Được biết cả hai nhân vật Lê Bảo và Rapper đều là hai cái tên vô cùng quen thuộc trong giới trẻ. Lê Bảo sinh năm 2001, chàng trai từng gây sốt mạng xã hội với tấm anh thẻ siêu đẹp trai. Lê Bảo chiếm sóng mạng xã hội với những clip chôn bạn bè hoặc cover theo phong cách độc đáo. Trên trang Facebook, chàng trai nam định này có tới hơn 500.000 lượt theo dõi. Ngoài ra, Lê Bảo cùng với Linh Ca đã từng tạo kỷ lục với MV cover ca khúc Anh Nhà Ở Đâu Thế, lọt top 1 trending trên YouTube. Còn Rapper tên thật là Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 1999. Anh chàng là một YouTuber nổi tiếng với hơn 250.000 lượt đăng ký và hơn 300.000 lượt theo dõi trên Facebook. Tuy nhiên, mới đây, một loạt các trang page bất ngờ chia sẻ những hình ảnh của Lê Bảo và Rapper. Theo như thông tin đăng tải thì nhóm bạn này đã bị bắt vì sử dụng chất kích thích. Khi mọi việc còn chưa sáng tỏ thì Lê Bảo đã chính thức đăng tải trên trang cá nhân của mình đoạn status thanh minh. Trong phần chia sẻ của mình, Lê Bảo khẳng định đó chỉ là những hình ảnh trong một đoạn clip nào đó. Rapper cũng nhanh chóng vào bình luận để tăng thêm phần kịch tính. Tuy nhiên, bên dưới bình luận, nhiều thành viên mạng đã chỉ ra những điểm sơ hở trong lời nói của Lê Bảo, đồng thời cung cấp thêm một số hình ảnh khác nhằm khẳng định việc Lê Bảo và nhóm bạn bị bắt là có thật. Các anh bẻ lái nhanh quá, nhưng chúng em cũng rất tỉnh táo ạ. Cơ quan chức năng có phải cái chợ đâu mà thích chụp thì chụp, thích quay thì quay. Anh nói đó chỉ là hình ảnh trong một bộ phim, vậy anh dẫn hẳn đường link của bộ phim ấy cho mọi người xem nhé. Nếu thật sự là hai anh không lên phường, thì việc chụp như thế này cũng không hay lắm. Như thế là bất chấp câu like và sẵn sàng mang cả danh dự của mình ra để kiếm tiền. Hiện tại trang cá nhân của Lê Bảo vẫn đang hứng chịu những chỉ trích và bình luận trái chiều đến từ cư dân mạng. Vậy các bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy comment ở phía bên dưới để chúng ta cùng trao đổi nha. Nhớ like và subscribe kênh ủng hộ mình nha.